Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy 3 tuần, Ninh Bình đã huy động nguồn lực, linh hoạt tổ chức thành công, an toàn lễ khai mạc năm du lịch gắn với lễ hội Hoa Lư năm 2021. Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, bám sát chủ đề Hoa Lư, cố đô ngàn năm, với sự tham gia biểu diễn của gần 600 nghệ sĩ, diễn viên, tạo ấn tượng mạnh mẽ với nhân dân và du khách thập phương. Ước tính có hơn 20.000 lượt người về tham dự. Sự kiện quan trọng này đã mở đầu, tạo sức lan tỏa, hiệu ứng mạnh mẽ cho các chuỗi sự kiện trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2021. Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức 30 sự kiện phong phú, hấp dẫn, ấn tượng, góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch phát triển ở các địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Thành công của Năm Du lịch Quốc gia năm 2021 Hoa Lư Ninh Bình sẽ tạo tiền đề quan trọng để Năm Du lịch Quốc gia 2022 tại Quảng Nam ghi dấu sự phục hồi và tăng trưởng trở lại của ngành trong bối cảnh mới. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và tỉnh Ninh Bình đã trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2022 cho tỉnh Quảng Nam. 29 tập thể và 60 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2021.